Chào các bạn. Các loài động vật có vú ngày nay vô cùng đa dạng. Nhưng, bạn có biết, tổ tiên chúng hàng triệu năm trước có hình dạng ra sao không? Trông chúng không giống con cháu của mình lắm đâu ha. Bạn có biết, tổ tiên cá voi từng sống trên cạn? Còn tổ tiên của dơi còn chưa biết bay. Trong video này, chúng mình sẽ quay về thế giới Đại Tân Sinh để xem các động vật có vú tiền sử trông ra sao nha. Khoảng 66 triệu năm trước, một thiên thạch khổng lồ đâm vào trái đất, ở địa điểm ngày nay là bán đảo Yucatan trên vịnh Mexico. Khủng long tuyệt chủng sau vụ va chạm của thiên thạch khổng lồ này. Sau khi khủng long tuyệt chủng, cuộc sống trở nên ít nguy hiểm hơn đối với các động vật có vú. Chúng bắt đầu sinh hoạt vào ban ngày, ăn nhiều loại thức ăn hơn và bắt đầu thăm dò những nơi mới để sinh sống. Cách đây khoảng 30 triệu năm, phần lớn các loại động vật có vú đã tiến hóa. Chúng phát triển ra khắp thế giới và nhanh chóng trở thành nhóm sinh vật nhanh nhất, khỏe nhất và thông minh nhất trên trái đất. Từ đây, động vật có vú nhanh chóng phát triển thành rất nhiều nhóm khác nhau. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng nhóm nha. Động vật có vú ăn thực vật. Nhiều động vật có vú thời kỳ đầu chỉ ăn lá và các loại thực vật mềm. Phần lớn những động vật ăn thực vật di chuyển chậm chạp và vụng về. Và trong đó có một số loài đã phát triển về kích thước. Chúng to lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài động vật có vú nào trên đất liền ngày nay. Đây là một con Uintatherium, một loài ăn thực vật đã tuyệt chủng to bằng con tê giác ngày nay. Chúng có cái đầu khá kỳ dị với nhiều tấm sừng trên mặt. Uintatherium dài khoảng 4 mét và nặng tới 2 tấn. Loài động vật này sống vào thế Eocene thuộc kỷ Paleogene, Đại Tân Sinh, tức là khoảng 56 tới 33 triệu năm trước. Còn đây là một con Didolodus, một loài ăn thực vật khác sống cùng thời kỳ với Uintatherium. Loài vật này dài hơn nửa mét, tức là bằng con heo ngày nay. Bộ gặm nhắm. Những động vật có vú với bộ răng rất khỏe có thể gặm nhắm bụi cây, rễ cây và cả thân cây. Những con vật như vậy thuộc về một nhóm gọi là bộ gặm nhắm. Ngày nay, những động vật gặm nhắm quen thuộc là chuột và thỏ. Đây là Palaeologus, một loài thỏ thời tiền sử. Chúng chỉ dài khoảng 25cm và trông rất giống thỏ ngày nay. Loài vật này sống ở thế Oligocene khoảng 33 đến 23 triệu năm trước ở khu vực Bắc Mỹ. Đây là Burbonomid, tổ tiên của giống chuột lang. Loài vật này cũng sống ở thế Eocene ở khu vực châu Á ngày nay. Burbonomid chỉ dài khoảng 30cm, tức là không lớn hơn con cháu chúng ngày nay. Đây là Cyanidodon, một loài gặm nhấm tiền sử sống vào thời Eocene, tức là cùng thời đại với tổ tiên của chuột lang Burbonomid. Con vật này khá lớn so với các loại gặm nhấm khác. Chúng nặng tới 80kg, tức là tương đương với heo ngày nay. Có một nhóm động vật có vú gọi là linh trưởng, đã học được cách leo cây. Trải qua hàng triệu năm, loài linh trưởng này đã tiến hóa thành khỉ không đuôi và sau đó thành loài người. Phần lớn những con linh trưởng đầu tiên trông giống sóc, khỉ và vượn cáo. Đây là Brachycephala, một loài khỉ đầu tiên. Chúng sống ở thế Oligocene khoảng 26 triệu năm trước ở khu vực châu Phi ngày nay. Con vật này có tên gọi là Smilodon. Chúng sống ở thế Eocene ở khu vực là Bắc Mỹ ngày nay vào khoảng 56 đến 33 triệu năm trước. Một số động vật có vú đã tiến hóa để ăn thịt chứ không ăn thực vật và côn trùng. Những kẻ săn mồi đầu tiên trông khá giống với những động vật ăn thịt ngày nay như chồn, sư tử, chó sói và gấu. Con vật này có tên gọi là Patriophelis, một loài mèo lớn đầu tiên thời tiền sử. Chi mèo lớn ngày nay bao gồm các động vật ăn thịt như hổ, báo, sư tử. Con mèo lớn này dài đến 1m8 và nặng tới 90kg. Chúng sống cách đây gần 50 triệu năm. Đây là Cladocytis, một động vật ăn thịt trông rất giống trái cá ngày nay. Chúng chỉ dài khoảng 80cm. Loài vật này sống cách đây khoảng 21 đến 11 triệu năm trước ở khu vực Nam Mỹ ngày nay. Một số động vật có vú leo cây đã phát triển các vành da giữa hai chân để chúng có thể bay liền từ cây này sang cây kia.
Cũng khoảng thời gian đó, một nhóm ăn côn trùng dần dần tiến hóa thành loài dơi, với đôi cánh mỏng bằng da được những ngón tay rất dài nâng đỡ. Đây là Acheronitheryx, một loài dơi đầu tiên sống cách đây 52 triệu năm ở thế Eocene. Con thú Planetodorium này biết liền mình giữa các cành cây. Chúng sống cách đây khoảng 55 đến 56 triệu năm ở khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Một số ít động vật có vú trên đất liền, có chiều hướng di chuyển vào các đại dương. Mình chúng trở nên trơn, thon gọn, để thích hợp với cuộc sống dưới nước. Dần dần, những động vật có vú xuống biển đầu tiên đã tiến hóa thành cá voi, cá heo và hải cẩu. Đây là con Pachystis. Người ta xem chúng là tổ tiên loài cá voi, sống cách đây khoảng 50 triệu năm. Pachystis vẫn sống trên cạn chứ chưa chuyển hoàn toàn xuống nước. Còn đây là con Bacillosaurus, một loài cá voi thân dài tới 20 mét. Chúng sống cách đây khoảng 41 đến 33 triệu năm. Ban đầu người ta còn nhầm lẫn Bacillosaurus là động vật bò sát, và đặt tên cho chúng giống như khủng long. Bạn thấy không, lịch sử phát triển của động vật có vú thật thú vị. Những tổ tiên xa xôi của các loài động vật hiện nay, nhìn không giống con cháu của chúng lắm phải không nào? Còn rất nhiều điều thú vị nữa, mà chúng mình sẽ cùng lần lượt tìm hiểu trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, comment và like cho video nha. Cảm ơn bạn.